Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin được chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mình gặp được nhiều may mắn. Nếu như không thể giàu có như bao người thì ít nhất cũng tự mình trải qua những ngày tháng ấm êm, bình yên bên gia đình và người thân yêu. Sắp tới đây sẽ có nhiều cảm giác được trời ban nhiều phước lành, không những gặp được hỷ sự mà còn có cơ hội đổi vận. Đặc biệt bước vào tháng 6 năm 2020 âm lịch, nữ mệnh tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ hết mình. Cuộc sống của họ tưởng rằng dậm chân tại chỗ, nhưng bất ngờ thăng hoa từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Tháng 6 năm 2020 âm lịch, nữ mệnh tuổi Hợi sẽ kiếm được khoản tiền lớn, tìm được cơ hội làm giàu, nếu không chờ trở thành đại gia cũng mua được nhà, được xe. Vậy cụ thể như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng kênh đi tìm hiểu nội dung của video này. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan về tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch này, nữ mệnh tuổi Hợi gặp nhiều chuyện rối ren, tuy nhiên mọi việc đều giải quyết êm đẹp. Trong công việc có sao Nguyệt Đức cao chiếu nên được quý nhân giúp đỡ. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này tuy không phải là tháng nhiều điều xui đối với nữ mệnh tuổi Hợi, tuy nhiên, sẽ có một số ngày trong tháng 6 âm lịch mà mệnh chủ sẽ cần phải hết sức chú ý. Đó là ngày âm lịch mùng 5 tháng 6, tức 25 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007. Ngày âm lịch 17 tháng 6, tức ngày mùng 6 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 và mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Ngày âm lịch 29 tháng 6, tức 18 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 và mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với nữ mệnh tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, tức 22 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 6, tức mùng 3 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 6, tức 15 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp.
tử vi của tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch. Hợi là con giáp được xếp cuối cùng trong bảng 12 con giáp, nên Hợi mang tính cách kiên nhẫn, chịu khó và phải chờ đợi đến lượt mình. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Về tài lộc, xem tử vi tháng 6 âm lịch, bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời, thậm chí có thể bị người thân, bạn bè hãm hại, phải chịu tổn thất. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, mệnh chủ dễ bị đối thủ giành trước cơ hội. Bởi không vượng đường tài lộc trong tháng âm lịch này, nên khi làm bất cứ việc gì liên quan đến tiền tài, mệnh chủ sẽ cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời ai một cách quá dễ dàng, cẩn thận bị lừa đảo. Vì sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 âm lịch, mệnh chủ sẽ luôn bị tiểu nhân rình rập bên cạnh để phá rối, khiến cho bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức, tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Lời khuyên cho mệnh chủ đó là không nên hành động theo cảm tính, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ, cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo, khiêm tốn để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Để giúp cho gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế, hóa giải thị phi, hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Đây là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch không mấy khả quan, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận. Về tình duyên, trong tháng 6 âm lịch, tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bản mệnh dễ có bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Đối với các cặp đôi, việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng có ai là hoàn hảo và cũng chẳng có ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế, hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Đồng thời, để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi Hợi nhớ mang bên mình vòng tam hợp bố huyết long, Hợi, Mão, Mùi để sử dụng là vật phẩm hộ thân chiêu quý nhân. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, ốc thượng thổ. Tháng này là một tháng khá may mắn và thuận lợi đối với người sinh năm Đinh Hợi. Sự nghiệp học tập của bản mệnh không gặp nhiều khó khăn trở ngại, tuy nhiên cũng không nên có thái độ lơ là, coi thường mà cần phải cố gắng không ngừng. Về vấn đề sức khỏe, trẻ nhỏ bước vào giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến con nhiều hơn, hướng con theo những suy nghĩ đúng đắn, sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Nữ mệnh tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, Sơn Đầu Hỏa. Bước vào tháng 6 âm lịch, nữ mệnh sinh năm Ất Hợi còn trẻ tuổi, có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có cơ hội vận dụng được lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Cho dù có tài, nhưng chưa chắc mệnh chủ đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy. Vì thế, sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó mà nữ mệnh Ất Hợi nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa, gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Đại Hải Thủy.
Tháng này là một tháng cực kỳ may mắn với tuổi Quý Hợi, bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm, đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ, dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá mức, lơ là công việc, khiến cho mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Không nên nóng nảy coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Đừng dành hết thời gian trong ngày cho công việc mà cần phải chú ý rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí, thư giãn tinh thần. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, thoa xuyến kim. Trong tháng này, người tuổi Tân Hợi gặp nhiều may mắn, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, nhờ có quý nhân giúp đỡ cộng với sự vươn lên, cố gắng không ngừng nên bản mệnh có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần phải tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ ưa nịnh bợ, bởi rất có thể những kẻ xấu sẽ tung tin đồn gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của bạn. Nữ mệnh tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, bình địa mộc. Bước sang tháng 6 âm lịch là một tháng bình ổn đối với người tuổi Kỷ Hợi, tuy nhiên đôi khi sẽ có những chuyện không mong muốn xảy ra. Bản mệnh cần phải chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhục chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực. Trong vấn đề tài chính thì mệnh chủ cần phải có những suy nghĩ thật cẩn thận, thấu đáo, không nên mù quáng, nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Nữ mệnh tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, ốc thượng thổ. Những gia chủ tuổi Đinh Hợi vào tháng này thì khá nhiều niềm vui, tình hình tài chính có dấu hiệu tăng trưởng, không phải lo lắng đến chuyện thiếu thốn. Có điều, bản mệnh cần phải chú ý đến phương diện sức khỏe của mình hơn, cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức, phương pháp rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bản mệnh đã tuổi đã cao, cần có sự quan tâm bầu bạn của con cái, tuy nhiên không nên quản lý hay yêu cầu con cái quá chặt chẽ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Hợi trong tháng 6 âm lịch. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.